Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 76, ngày 28, Mắc Nợ. Kinh Thánh Roma đoạn 1, câu 8 đến câu 15. Câu ghi nhớ Roma đoạn 1, câu 14. Tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 1, câu 8 đến câu 15. Kinh Thánh Tân Ước trang 150. Một, câu 8 đến câu 15. Trước hết tôi nhờ Đức Chúa Giêsu Christ vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc bởi sự giảng tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài sao lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã ghe phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác, song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hãy thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Câu ghi nhớ chúng ta trong câu số 14, chúng ta tô màu câu ghi nhớ câu số 14 nhé. Tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ đã được tô màu. Tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Trong phần tìm hiểu, con người cảm thấy mình mắc nợ khi nghĩ đến những gì mình nhận được từ người khác với ước muốn phải báo đáp lại. Ví dụ như một người nào đó mượn tiền của một người khác thì người đó mắc nợ tiền của người đó. Nếu như một người nào đó cho mình một cái món quà thì mình mắc nợ yêu thương với cái người đó, có nghĩa là mình muốn trả nợ hay là mình muốn đáp lại cái tình yêu thương, cái món quà mà người đó cho mình. Người gờ rét ở đây là người Hy Lạp ngày xưa, bây giờ là người Hy Lạp. Người dã man là nói đến những cái người mà dân tộc, những bộ lạc, những người ở trong những cái nơi chưa có được tiếp xúc nhiều với thế giới. Người gờ rét, người dã man chỉ về người văn minh và người lạc hậu. Người thông thái, người ngu dốt chỉ về người có học thức và người ít học hay là thất học. Ông Phaolô nói ông mắc nợ những người nào, em hãy ghi tên họ lên trái cam này nhé. Ông Phaolô nói mắc nợ với ai các em? Ở trong câu này, ở trong câu ghi nhớ đây. Tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người dã man. Và chúng ta ghi vào người gờ rét.
người Grec hay là người Hy Lạp. Rồi người dã man. Em có thấy mình mắc nợ ai không? Hãy ghi những người ấy lên trái táo này. Có nghĩa là mình được ai giúp đỡ, hay là mình thấy rằng mình có mắc nợ, là mình muốn đem lời Chúa, đem tình yêu thương của Chúa đến cho những người đó. Mình có thể ghi ở đây, ví dụ như là bạn tên gì đó, bạn tên gì đó, mình ghi tên của bạn mình ở đây. Ý nói rằng mình có trách nhiệm, mình muốn nói về Chúa, giới thiệu về Chúa cho bạn đó. Đó là mình nợ yêu thương bạn đó. Nhận biết. Sứ đồ Phao-lô xem việc rao giảng tin lành cho người chưa tin là trách nhiệm của ông, là món nợ yêu thương mà ông phải trả. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta có trách nhiệm giới thiệu về Chúa cho bạn nào đó, và đó là cái món nợ yêu thương mà mình phải trả cho bạn đó. Sứ đồ Phao-lô sẵn sàng đem tin lành của Chúa đến cho mọi người, cho dù họ là ai. Ta thấy rằng họ là người Grec hay là người dã man, người thông thái hay là người ngu dốt, dù họ là ai thì Phao-lô sẵn lòng đem tin lành đến cho họ, giảng về Chúa cho họ. Thực hành. Xin Chúa giúp em trả món nợ yêu thương bằng cách cầu nguyện, nói về Chúa. Cầu nguyện, nói về Chúa và khích lệ người khác tin Chúa. Khích lệ người khác tin Chúa. Cầu nguyện. Xin Chúa giúp em yêu thương và sẵn sàng nói về Chúa cho người khác. Thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con. Xin Chúa giúp con yêu thương và sẵn sàng nói về Chúa cho các bạn của con. Nếu các em có ghi tên bạn mình ở đây thì mình có thể thế tên bạn mình vào trong chỗ này. Rồi chúng ta hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con. Xin Chúa giúp con yêu thương và sẵn sàng nói về Chúa cho các bạn của con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta có thể trả những món nợ yêu thương bằng cách nói về Chúa cho bạn bè, cho người thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại sáng ngày mai nhé.